1, 2, 3, go! Mời anh em nhá. Đã nhá. Chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Thằng Mập Food. Thì bây giờ Mập với anh Hải Hùng rồi kênh Long Khánh của em đi qua nhà hàng dân tộc quán của anh Hải cả nhà. Anh Hải hôm nay đãi em món gì anh Hải? Hôm nay là anh nghe nói là đầu bếp thửa được mấy bộ trễ lợn đen. Dạ. Đấy, hay lợn đen dạ. Ở trong cái gọi là do trường. Dội trường. Dạ. Anh em mình chấm ấy là chấm chéo. Chấm chéo. Em rất là mê chấm chéo của anh Hải. Màu phải có ốc lợn nha. Có ốc lợn mới được. Thì bây giờ đang đi xe điện qua nhà hàng dân tộc quán của anh Hải cái nhà. Ở Sapa thì anh có hai nhà hàng, một là nhà hàng Sapa TV ở 019 đường Hoàng Văn Thụ Sapa và hai là nhà hàng dân tộc quán. Địa chỉ nhiêu anh? 442 đường Điện Biên Phủ. Dạ. Với lại có thêm mấy cửa hàng bán đặc sản nữa cả nhà. Rất nhiều. Anh em lên Sapa thì cứ qua nhà hàng Hải. Cứ lấy mật khẩu là Thằng Mập Food. Dạ. Phan Huy Hùng phát là ok. Dạ. Long Khánh của em. Long Khánh của em. Anh Hải là có chương trình đó là trọn đời luôn. Trọn đời luôn. Đây để em nhắc lại luôn là mua 3 lọ chấm chéo sẽ được tặng 1 lọ. Mua 3 kg thịt trâu gác bếp là được tặng 1 kg thịt trâu gác bếp trị giá 1 triệu luôn. Sao cái nhà này thoải mái. Rồi nhà hàng ăn thì được giảm 10%. Đó, quán phía trước là em thấy dân tộc đây, quán rồi. Đây. Đây mọi người nhìn không? Hôm nay mưa gió lên lên. Đấy, anh Hải quay luôn. Đó. Chợ Sapa luôn. Vậy là chợ đi qua cái dân tộc quán thì nó chỉ có tầm 50 mét à. 500 hả? Nó điên này thiệt chứ. Hôm nay loạn mét luôn rồi. À. Không tới 50 mét đâu. Một xe, hai xe là bỏ qua đây rồi. Tới rồi đó. Đây 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 có hình anh Hải chứ kia ngồi giống như nó đại chủ tịch. Dạ 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 anh chào anh, anh chào anh. Hello. Dạ. Ở đây thì sức chứa bạn bao nhiêu khách anh Hải? Sức chứa thì khoảng hơn 1.000. Dạ. Sẽ là 5 tầng thì 4 tầng đón khách, 1 tầng bếp. Dạ. Bây giờ mình đi từ ở trên hai cầu thang máy và hai cầu thang bộ có 4 sân khấu đủ để cho các đoàn tổ chức lấy tầng nào cũng có sân khấu hả anh? Đúng rồi. Nói chung là ở bên kia nếu mà full thì qua bên đây nó cũng gần nhau mà nó cách tầm khoảng 500 mét. Thường xuyên full phải đặt bàn chép không có chỗ. Hầu như là bữa giờ là đi ngày thường á mà em thấy hôm nay là bị bão. Dạo này là mấy ngày hôm nay là bão nhưng mà em vẫn thấy đông khách nha. Chứ không phải là đây là không gian ở ngoài trời chuyên tổ chức những cái event sự kiện hoặc là những cái tiệc nướng barbecue. Dạ. Đấy, ở đây thì thường buổi tối là rất là đông. Dạ. Nhưng mà mấy ngày hôm nay mưa thì hơi buồn. Cái bãi xe này bữa nay bãi xe nhà mình nha bác. Dạ. Cứ trêu bảo là bãi xe từ đây ra chợ Sapa rất là gần. Dạ. Phía bờ hồ Sapa rồi. Dạ. Mà em lên đây. Thấy thời tiết ok không? Dạ, mát mẻ ok. Em mở giày nên em chịu nóng không được. Lên đây mát, lạnh. Chào mấy em. Đây. Đây, không gian ở dưới đây. Đây. Ở đây thì cũng có không gian ngồi bệt. Giống bên kia anh. Đều có những không gian như thế hết. Ôi. Nhưng mà cái này là che. Ừ. Này ngồi chắc sướng ấy. Xong phát là anh em ngả bàn đèn luôn. Dạ. Em thấy hình như tầng nào cũng có sân khấu anh à. Tầng nào cũng có sân khấu. Để mình tổ chức cái này cái kia. Ừ. Đây, cái này là gũ cần hả anh? Đúng gũ cần. Để con thôi. À dạ. Để hoa chuối rồi để mấy cái đồ. Dạ. À. Bên đây là em thấy kiểu giống như là không gian mở để mình đều view quán hết. Dạ. Đó.
xịn như thế nhà. Anh cũng đang có kế hoạch. Dạ. Sẽ mở một cái nhà hàng ở Sài Gòn. Đâu? Anh em mình định đó. Cá hồ nhậu. Anh có định quận nào chưa anh? Anh chưa. Đang em mở là sinh hoạt kinh tế. Dạ. Nhưng là ở bên đây chỗ anh... đây là phòng VIP. Dạ. Vừa nọ làm nó hơi nhỏ, anh vừa cho tháo ra để mình làm lại anh. Rộng hơn. Dạ. Nhưng mà bên đây đúng là đúng cái tên dân tộc quán luôn, là anh làm cái tường á. Dạ dạ. Đây. Hello. Dạ hello các em. Đây, vẫn có một cái sân khấu cả nhà. Đều có sân khấu hết. Dạ. Đây thì không có không gian bệt nhưng mà bạn thì vẫn nói chung là vô tư. Thoải mái nha bạn. Thoải mái. Đây là những cái bức tranh ảnh này để có. Dạ. Cái này là Sapa, cảnh vẽ anh, vẽ. Chụp thôi, nhờ người vẽ. À. Dạ. Cái này là ý tưởng. Ý tưởng đề co là anh Hải lên ý tưởng hết à? Dạ. Cái này mình đi nhiều mà. Mình thấy bà con này. Chú ở cam 9 cẩn thận cái đầu nhá. Dạ. Ở đây là quầy bán ra. Ồ, đây. Ở đây là tất cả những cái đồ mà đặc sản Tây Bắc, là nấm hương rừng, Sapa. Dạ. Cái này về mình ngâm là nó nở ra đúng không chị? Đúng rồi, cái này rất là dễ ngâm và như kiểu ngâm măng ấy. Dạ. Cái này mình ngâm về mình rửa sạch 2-3 lớp đi, sau đó là có thể là xào. Dạ. Có thể là làm lem, băm nhậu, có thể nấu lẩu. Dạ. Rồi làm rất là được nhiều món, mà đặc biệt cái nấm này nó lại có cái mùi hương thơm ấy. Chị, mình đặt hàng qua đâu chị, mấy cái sản phẩm này nè? Bạn có thể là truy cập vào website. Yeah. sapatv.vn. Liên hệ số hotline 0974-686-389. Bây giờ có rất là nhiều những page hay là kênh giả mạo để bán hàng nhưng mà không phải là hàng của sapatv. Ngoài cái bao bì nhá, người ta vẫn cứ để tất cả số điện thoại, địa chỉ y hệt của mình này luôn. Mô típ giống như này nhưng mà sản phẩm bên trong lại không phải. Bởi vì người ta là toàn là lập ra những page giả, người ta chạy quảng cáo. Đấy, không những là kênh của chị mà kênh của phân diện. Giả mạo nhiều lắm. Bác mà muốn mua hàng chuẩn xịn này cứ truy cập vào website. Và website như một cái đỏ của mình rồi. Số điện thoại này kia, số điện thoại hay là có thông tin của sản phẩm, có hình ảnh của sản phẩm, có giá thành của sản phẩm. Đấy, các chương trình quà tặng thì đã theo các cái buổi phiên live của chị. Nói chung là cả nhà mập nhờ cả nhà, cái này phải nhờ cả nhà kỹ kỹ xíu mấy cái thông tin đó, sợ bị giả là mình bị lừa. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình ăn đồ không chất lượng. Đúng rồi. Đó. Đặc biệt đây chậm chéo. Nhưng mà phải nhắc lại, lúc nào cũng phải nhắc lại ba hũ tặng hũ. Nếu mà quen mà trong cái chương trình mà ưu đãi đặc biệt. Dạ. Đây bên đây có gì nữa chị giới thiệu cho em. Táo mèo. Đây là những đồ mà ngâm tiểu ở bên chị có rất là nhiều, chuối hồ này, táo mèo này. Đặc biệt đây là có vài lè. Hang này gọi là người ngủ củ thức. Đây là đã ngâm ra được khoảng trên năm 18 tháng rồi. Đây là nước cốt đầu tiên mà mỗi một người mua một hang như này, đây là gọi là hang tiêu chuẩn. Là ngâm được từ 5 đến 7 lít thì sẽ được tặng kèm một chai 350ml với giá là 850k. Không mất tiền. Thường á, rượu tây mình sẽ có là Chivas 18, 21 rồi này kia, còn cái này là khấu vái lèn này thì mập sẽ đặt nó là khấu vái lèn 18 tháng nha. 18 tháng. Mình có câu là dai như đỉa, khỏe như trâu rừng. Đó. Thì còn cái gì nữa không ta? Nói chung là nhiều cái nhà. Mà gia vị đặc sản, tất cả những loại đồ thịt, các bếp bên chị có 5 loại cơ. Thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, ba chỉ, lạp xưởng. Nói chung còn là cái gia vị làm để tẩm ướp đồ thì có thể là hạt dổi và mắc khén. Nhưng mà trong cái chẩm chéo nó đã hội tụ lại được tất cả các loại gia vị đấy rồi. Những món đó nó hội tụ ở trong cái trang web của Sapa TV cả nhà. Đó, cái nhà vô đó. sapatv.vn. Rồi, bây giờ em cảm ơn chị chủ tịch rất là nhiều. Bây giờ em nghe anh thưởng thức. Anh Hải, em hỏi anh Hải á, là anh Hải nói là anh Hải lên ý tưởng đầy co hết. Tại anh Hải đi trải nghiệm. Có cả những cái tiết mục mà rót rượu nữa, mời rượu nữa cơ. Bữa em coi clip mình như clip bên Hùng hả chị Nga ta? Rót rượu quá. Tối mai mà mình đi ăn thì cũng có cái tiết mục mà rót rượu đấy. Hùng có chị Nga là hát được 2 bài đó. Chị Tuyến nữa. Em muốn em lên muốn bụng. Dạ em muốn bụng. Thôi bây giờ thì chuẩn bị ăn thôi cả nhà, đó bụng rồi.
Ok thì bây giờ mình ăn sáng anh Hải. Ờ ăn sáng nhẹ nhàng này được không em? Dạ. Nó nặng chứ nhẹ chứ. Chỗ này mới có 5 cân. 5 cân thôi. Dạ. Anh em này thôi anh em tôi mỗi anh em làm hết chú mỗi anh em anh nửa cân. Ừ. Nhẹ nhàng còn em 3 cân. Dạ. Nha. Dạ. Thì, nhưng mà trước khi ăn thì mình cũng xin phép là làm bát nước chấm thần thánh. Đấy, chẩm chéo Sapa TV, nhà thì đang bán 100.000 một lọ. Riêng là cứ lấy tất cả tên các kênh ở đây, Nga Sumo, Thằng Mập Food, Dương Duba và em Phan Anh Hùng cũng như là anh Long Hánh của em là sẽ được mua 3 lọ là tặng 1 lọ. Đấy. Cho nó uy tín. Đấy. Hôm nay mọi người thích đô như nào đây? Cay hay không cay? Cay luôn anh. Cay tơi tái rồi. Trời đang mưa mà cay thì cho nó chất. Đấy. Chọc đi anh. Anh. Em yên tâm cái việc chọc trước này cứ để anh chọc người còn ra cả người nhưng mà đấy mọi người nha, nếu mà bác nào mà không ăn được cay thì cho ít thôi, nhưng mà đây anh em mình là toàn những gọi là anh em ăn siêu cay rồi hả, cho tí nữa cho tê tái dầm dầm anh giờ dầm nó ra đấy em ạ. À, nếu mà không review chẩm chéo cho vợ phát là vợ không cho đi đâu đấy. Kiểu nó thế thêm tí nước đi em. Rồi. Đó mà đưa tôi cho luôn. Rồi, ok. Họ. Anh em mình rồi. Cũng cứ làm vô tô rồi mấy anh em thì múc cái chén cho mấy anh em ha. À. Dạ. Yeah. Nào. Em cảm ơn thầy. Đấy. Ai mà ăn thêm được cay thì bổ sung thêm. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái ốc heo này là tự anh suy nghĩ ra đúng không? Ờ, tự anh đi ăn 100 cái chợ phiên ở phía Bắc này và rút và tự rút kinh ra nghiệm. Kinh nghiệm. Dạ. Và cái chẩm chéo này mọi người ăn ấy, mà khi mọi người ăn ấy, thì cũng không giống như cái chẩm chéo bán trên thị trường. Yeah. Bán trên thị trường là toàn muối thôi. Muối đúng rồi. Đấy, toàn muối. Muối với hạt nêm. Đây. Mời tất cả các bác nha. Chúc mời cả nhà. Các bác mời anh chị. Mời chị Nga mời. Ai sơi được cái món nào thì sơi. Mời cả nhà, mời anh Hải, chị Nga, Hùng với lại Dương. Đây. Dương này, Dương này. Phép nhà rửa tay rồi, bóc luôn. Rồi. Anh Hải phải to chứ. À, không anh này nhỏ xinh xinh thôi em ạ. Đây. Yeah. Đây đúng hàng của anh ấy rồi. Đấy. Ôi trời ơi, sao mà nó nhỏ cái đầu lọ mà đầu kia nó to thế nhỉ? Cái đó nhỏ quá. Không, đây đây, đúng em này. Em này còn nguyên trinh như này. Đấy. Xem nào. Thôi không phải đâu, em này nhìn nhỏ bé nhưng mà nó hình như nó sơi rồi sao. Rồi, cảm ơn. Đây. Hãy cho em đi, em thích ăn cái sơi rồi. Bây giờ, ưu tiên là chủ kênh Thằng Mập Food sẽ sơi trước. Từng anh em review một nhá. Đây. Đập gập lên như này. Đấy, dưới lên như này này. Đấy. Ôi giời. Để cho cái à, em xin phép rồi gặp anh em nha. Ui ngon. Thơm mấy thanh rồi. Đấy anh đoán ngay là cái con này là nhỏ thôi nhưng mà con này nó có võ, nó thi đấu ngay từ bé. Tuyệt vời. Nó hơi ướt át tí thôi. Hả? Mà nó hơi ướt át một tí thôi. Nhưng mà nó dai dặn chuẩn. À nó hơi ướt át tí các bạn ạ. Cá luộc. Trơn tột quá. Đâu nó nhiều nước này, nó ướt át. Giờ đến Phan Hùng đi. Phan Hùng hey, xin phép nha, mình bục tới đây. Chấm phải. Rồi, chiến em nó. Đấy. Bắn lên Dương Đua. Sao anh? Cảm giác khá là vui quá. Không có dài. Thật lên. Cái này nó giòn. Cay quá hả? Từ ra cay lắm. Cay không? Sao? Rồi qua Dương review. Qua Dương review. Ờ tới em rồi. Đúng rồi. Cay. Cây mới đã không? Dương. Sáng sớm ăn sáng này là chắc. Thiếu cẩn thận cho cả nhà coi cái vòi trường đỉnh luôn, đỉnh của đỉnh luôn. Ăn sáng phải là nhất luôn. Mình nhìn thấy cái... Nhìn cậu này ăn có cái gì đó hình bóng của mình ngày xưa. Em lo
đó mà nhìn vô đang ngon lắm mày, tin chưa? Đúng là nó khác không ngoài chợ nha. Ngon, đúng là hàng tuyển nhất. Hàng này là anh chuyển toàn những con mà còn nguyên đai nguyên chuyện đấy. Chưa bị bóc tem. Hấp luôn. Có bổ sung thêm miếng nước chấm không? Đó, đồ ăn luôn. Còn bây giờ đến em gái của mình các bạn ạ. Anh nghĩ là em phải chấm vào đây nó mới xứng đậm hay là chấm vào bát kia? Chấm bát nó nhẹ nhàng cho nó thiếu nước nhé. Em sẽ hết mọi gia đình mình nha. Tốt nặng quá. Ok không? Em để ý thầy là từ cái thương hiệu này là thấy ok được. Mình là cứ ra chợ phiên cứ chọn như phải đi chọn đúng cái loại nhỏ nhỏ này này. Cái thương hiệu này là mang tên của thầy mình cho mang luôn anh nhỉ. Cảm thấy nha. Ui, ngập hôm. Đây, bây giờ sẽ tới chùm cuối thể hiện nha cả nhà. Xin mời anh em nha. Đấy. Khi mà anh em ra chợ phiên mà chọn ấy, hoặc là đi chọn trễ rồi chờ cái này này, nó phải cứng cứng này. Yeah. Cái mà của Dương ấy là cái con nước. Yeah. Rồi là con đấy là có tí gọi là để nái rồi mà dù nó bé. Dạ. Yeah. Không? Con đấy gọi là nó ấy đấy. Dạ. Yeah. Nhỏ có vỏ. Đây mời anh em nha. Mình ăn uống thì mình khoan được miếng to nên là các bác hết sức thông cảm. Nhỏ mà có vỏ hả? À, miếng nhỏ mà có vỏ. Ồ. Ủa. Ngon. Hảo hán ấy. Cái ớt quay về đã cái mồm á, cứng cái hàm mỏ, ăn uống này nó phải ngập mồm này sướng. Chúng ta đòn tiếp đi. Đấy, đấy. Đòn tiếp. Chơi cái đầu giòn chưa? Dạ. Đã cái mồm. Có cái màu hồng hồng là gì anh? Hả? Cái này cái cuống ấy của nó đây. Dạ. Cái cuống trễ. Đây cái cuốn trẻ là nếu mà lục cùng á thì cái cuốn trẻ nó sẽ dai hơn cái trẻ ở dưới anh ha. Nó sẽ cứng và dai hơn, giòn hơn. Giòn, sần sần, sần sần. Em có gọi một miếng cháo, em thấy cái này không thể nào được. Giống như cháo lần, bữa nay là cháo rồi truyền. Cháo rồi truyền, mang đây em ơi. Wow. À, anh em ăn sáng thì thôi, đu đưa nhẹ nhàng này thôi. Đấy. Quá đã. Mời. Ngập mồm. Chắc là bị cuốn nhưng mà à, xương ăn rất là ngon. Nãy rồi. Ngon thiệt, ngon thiệt. Ngon thiệt ăn. À. À, chà chà, ăn đi. Để cho bạn đến này. Này, coi Dương một hít nè. Dương hết luôn nè. Đó, thấy rồi, thấy nó. Đấy, coi anh đi, hát ngay nha. Hát ngay. Đây giới thiệu với khán giả kênh Thầy Mập Food. Yeah. Đây là bạn Ivy, đây là bạn Phương. Hai bạn đều chưa có người yêu. Yeah. Đấy, thì đang cũng đang muốn thay mối cho em Dương Dua. Sao em ổng em? Xuống xuống. Em có người yêu rồi. Em có người yêu chưa? Em có người yêu rồi. Sao em bảo qua chưa? Em nói rồi mà. Đấy, đùa đó, mặt rồi, rồi. Thì cả nhà kéo qua ủng hộ trên bếp trên bảng một shop nha cả nhà. Mập cảm ơn cả nhà. Hai chị em thì làm nguyên cái hay là cắt ra? Cắt ra nhỉ. Phụ nữ là ăn uống thì mình đúng rồi. Tôi nói là nam thực như hổ, nữ thực như miêu mà. Làm bát cháo nha em nhé. Mời hai em nha. Mời hai em. Thôi anh em mình tiếp tục chuyến đi. Hai em ăn đi, hai em ăn đi, nãy giờ mấy anh ăn rồi. Ý, đã ăn cái mồm. Đó, tui nước kìa. 1, 2, 3, dương. Mời anh em nha. Đã ăn nha. Hấp mồm. Wow. Linh là mấy cái rồi, cái thứ ba, cái thứ hai, cái thứ hai. Nhà ăn cháo với lại bơ. Ăn cháo với bơ hay là ăn cháo? Không, ăn cháo với bé bơ ăn cháo. À, okay. Ăn cháo với trái bơ. Ui rồi, ui rồi. À. Chị Nga cứ một hít làm tới. Cái lớn thì cũng giòn.
Chắc em phải thử cái lớn chứ. À thử luôn. Đây chú. Anh em không ăn thôi, ăn là phải dạ. Phải cầm cái này mà sơi. Dạ. Anh Hải nói sao em nghe vậy, anh Hải lớn mà. Cho vào đây, chiến em nó luôn. Thôi đây em chiếm cái. Giòn ha. Nó có như cái trước không? Cái này to hơn. To hơn, nó giòn kiểu khác. Nhưng mà còn nó giòn nha, giòn mềm luôn á. Nó mềm hơn, nó mềm hơn cái này. Bơ ba anh ấy nhìn hai anh ăn này hốt không? Nhìn anh là em ăn ngon miệng hơn. Cảm ơn em. Trực tiếp hả? Dưng ra đòn đi. Ra đòn đi để còn lấy vợ cho em. Nó không cài mà nó cài quá. Nhưng mà anh có vợ rồi chứ, nếu mà anh không có vợ mà anh ăn kiểu này không ai lấy anh đâu. Ra đòn nào. Đấy. Cố lên. Cái cuốn thì nó sẽ dai hơn. Hồi nãy ăn cái lớn với em xíu thôi. Để coi chậm. Anh không ra đòn nổi nữa rồi. Đây. Lo một cái này nó thôi vậy, vậy cứ đây. Này là kém rồi các bạn ạ. Vậy cứ đây em. Ra cái mồm đi. Đây có muỗng. Lên cuốn vào trong đó. Kia còn một đĩa thịt lợn bản nha. Còn trâu con bếp các kiểu. Cháo ngon, cháo không nên là ngon thế. Đấy. Đây. Em kết thúc cái này luôn. Hay xoài ở Sơn La. Cũng không có nghề. Cuốn vào trong thế giới của cái này nha. Đây, Nga, anh nghĩ là Nga chấm vào đây này nó mới xuống tầm này. Khi mà em cắt cái phần ở trong thì nó sẽ kéo dài xuống mình không nhìn thấy được. Anh em mình chấm chung vào cái bát này thì nhìn nó hơi đẹp mắt nhưng mà nó lại là đẹp cái mồm đúng không ạ? Nó lại ngon cái mồm. Ăn nó phải ngập cái mồm. Nó ngập chấm chéo lên. Nhìn như cái lò xo vậy. Ôi cái này quá là lò xo tổ hỏa. Chắc em phải xin bát cháo rồi. Hả? Em cho anh cái chén nha mấy kêu. Nhưng mà em cho hết cái này đã. Nghị quyết của chú là hôm nay là hết 3 cân cơ mà. Nổi chén à. May quá. Nó cứ bị ca nó tơ trên đầu lưỡi rồi. Em mình dương nha. Đấy. Từ nãy giờ mình thấy Ai Mi đến phát là Dương ăn ngon miệng hẳn lên nhé. Với lại cứ than cay thôi. À. Ngồi gần người đẹp mà cứ han cay thế này. Không, tại vì là lần này mà chấm với lại nước chấm thần thánh của anh ạ, Sapa TV thì là rất là ngon. Cái này anh lấy cho bơ Ai Mi miếng nữa nhá. Em xin đi. Đây. Đây. Đây là ba đây. Nhưng mà cho em xin nước chấm. À. Em có ngại cái này không? Để anh đây, để cái bát nước chấm đây. Cái bát nước chấm. Đây đây. Em là lần nào đi chợ phiên là cũng phải có nước chấm này. Đâu, à bơ đâu. Cảm ơn anh ạ. Đây, còn cái này là chú là giải quyết nốt nhá. Dạ. Còn cái này là Phan Huy Hùng với cả em Dương Duba nhá. Dạ. Dạ. Đây. Cắt làm sao mà nó thật chuẩn nhá. Cắt sao mà là ăn đồng chưa đủ anh? Hả? Ăn đồng chưa đủ luôn hả? Đấy, ăn đồng chưa đủ luôn. Mình cắt là phải chuẩn chứ không là tí anh em nó tán nhau chứ. Rồi, ok. Ở nhà mình các bạn thông cảm là mình không cho cái chất gì vào để cho nó trắng cái này đâu nhá. Yeah. Nên là cứ luộc theo kiểu dân dã để ngoài một chút là nó sẽ ấy. Đây, hai ông chơi cái này đi. Chơi. Đây. Đấy, xin phép chú Linh thế cho hai anh em. Dạ, dạ. Đây, ra đòn đấy. Anh thấy Ai Mí bắt đầu để ý chú. Cái này là hơi nhiều nước, là nước mắm con bé đó. Khéo khéo nha em, bé ngồi kế bên đó. Chuyên nghiệp hay không? Rồi. Chiến em đó. À. Chiến em đó. Ừ. Ừ.
chú mua ăn kiểu gì phọt hết cả pịa ra. Đây. Đấy. Em cũng chiếm lấy em nói, mà cái này em nói chắc có vẻ dai. Đâu rồi, nghe sumo đâu, giải quyết cho mày kia. Đây này. Còn mấy cái này em để dành ấy, để cho nó ngập vô đây thấm thôi. Ừ. Thôi dành gì, định để tí bọn anh hết hàng em lêu lêu à. Hết cái kiểu mà chấm vô chấm chéo này nè. Ngập như vậy rồi, để lâu nó thấm. Ăn đã. Đã cái bồn luôn. Thầy không biết hả? Em xin phép là chờ bọn sáng đẹp nhé. Đây, đây. Đây. Hải Mỹ chín em nó đây. Cảm ơn chị. À, Pơ là Hải Mỹ là cô gái người Hơ Mông. Dạ. Ở trên Lai Châu. Dạ. Đây là đệ tử đầu tay học trò của bọn anh ấy. Sau hành trình xuyên Việt về là chẳng nhỉ. Cũng rất là chững chạc. Nói Hải Mỹ review miếng thử thế nào xem là có lên bản nhiều quá không còn nhớ nghề không? Hình như ngồi gần Dương này kiểu run run sao? Thôi Dương giải quyết nốt cái đấy đi để cho em nó đỡ ngại. Đấy, hai đứa mình ngồi gần nhau biết điểm có điểm chung gì không? Biết hai đứa ngồi gần nhau có điểm chung gì không? Cái miệng ăn giống nhau đúng không anh? Không, ăn nó đều nhắm mắt tìm ra. Cái này nó hơi cứng, từ từ. Đây, dạ. Cái này đi. Dài dài nó dễ sơi này. Đúng không? Dài dài nữa. Bây giờ em đố anh Hải, cái này em làm trong vòng mấy hit là hết cái này? Cái này chú phải làm 5 hit. Ủa sư lọc là một hit đây. Ừ. Cái gì? Một hit được đâu, Hùng. Giỡn. Ba hit rồi. Ba tới 4 hit. Thôi nhưng mà dài phết đấy, chỗ này phải được nửa mét đấy chứ. Đấy không? Đấy, chú đo đi, bên này chú kéo ra này. Đấy, dài ra hết cỡ ra. Đấy không? Ây, ây, ây. Quá, nguy hiểm nha. Cho nó vào trong. Đây, anh em nhìn thấy không? Đây. Dài phết đi, đừng có đùa. Rồi, ra đòn đi. Ra đòn. Cái này phải 5 hit thôi. Chắc cái hàng chi bây giờ phải dồn lại. Wow. Một hit. À. Ăn ngập mồm. Cái này đã. Đã mồm. Nhìn Dương nhìn lên ăn cũng nổi nó sâu. Chảy hết miếng. Hôm nay mì hôm nay phải ít nói nhỉ. Tại vì hôm nay thì anh chị ăn ngon quá. Em là thì là trực tiếp là thì cảm giác mình như mình muốn ăn luôn ấy. Ồ, cảm ơn em. Mãi đâu tập trung ăn hết cháo luôn rồi. Ôi, à? Ôi. Bát cháo, cô cháo đâu rồi? Ok. Em với Bơ ăn thầm nhưng mà đánh đồ. Cho mà bát cháo đó đi để em còn ăn. Anh em mà cháo ngon, cháo ngon với rau rồi. Anh em mà lên Sapa qua nhà hàng dân tộc quán Sapa của Hải nhá. À, số điện thoại là 0922 11224. Giảm giá là 10% cho tất cả khách hàng lấy mật khẩu là Nga Sumo, Dương Duba, Funny Hùng, thằng Mập Food, Long Thánh của em các bạn nhá. Yeah. Đọc Sapa TV có được giảm không? Sapa TV sao giảm? Sao giảm? Được. Một bà lá luôn à. Còn cái chuột lá luôn á. Cái 5 cân chứ à? 5 cân. Đây mấy cái đầu này sụn sụn này này. Giòn ạ, ông nào mà nhá được. Cái này mà cắt rất sướng luôn. Cắt nhỏ là nhậu á. Xào chua chua. Xào chua chua. Đây cho anh cái đĩa này vào đây đi em ơi. Cho cái đĩa này vào đây. Làm. Đây là đĩa lợn bản hấp. Đấy, mình ăn kèm với cả cháo. Đó, cắt bày trí ha. Rất là đẹp. Bông hoa.
Đây em xin phép hết khúc này ở trên đây nó dai quá. Em để lại để em ăn mấy món kia nữa. Rồi, ra đòn đi em. Dạ. Vậy là hết khúc này là 3 hit. 3 hit. Dạ, 3 hit. À, hơi dữ dàng. Hit món đúng không? Nhấp cái mồm luôn. Anh ấy ta nha. Ăn cháo với chậm chéo luôn nè. Nó chạy rồi đấy hả? Chéo nó chạy vào. Cho anh đi thì thịt trâu qua bếp đây nào. Từ lúc mà mình gặp nhau ở trên mừng té là chị Nga đã tìm được đối thủ chưa ạ? Chưa em ạ, chưa đối thủ. Không, chị Nga giao lưu là chính luôn. Lại không có. Đối thủ của chị Nga anh nghĩ là có thể là chưa đẻ ra. Không, chồng em ạ, chồng em đang đợi. Chồng em. Chờ. Nga là bây giờ vẫn đang có nhu cầu làm tuyển chồng nhé các bạn nhé. Nếu mà anh em nào mà chưa có chồng thì chưa có vợ thì alo cho Nga. Điều kiện à, điều kiện rất điều kiện giản. Rất đơn giản thôi. Ngày hôm qua có bé mới 14 tuổi, chị ơi em muốn lái chị. Rồi. Đau khổ thì không xong rồi. Nhưng mà nhìn Nga như này mọi người không phải lo là bỏ tiền ra nuôi Nga đâu. Nga sẽ bỏ tiền ra nuôi mọi người, chỉ cần nấu ăn thật ngon thôi. Đúng không? Đúng rồi. Đấy. Xong rồi chăm sóc thích Nga Nga hàng ngày. Đừng cho em đó. Đừng cho nó quay. Cái đói nó đấm đấy, nó nhiều lắm. Boxing ấy. Đói là em khóc á. Tranh đi châu đâu rồi? Là miếng châu bếp châu phải có B chứ nhỉ? Tranh thủ để PR giúp cho chủ tịch cái. Này, châu gác bếp Sapa TV bên nhà mình đang bán là 1 triệu 1 cân nhá. Đấy. Các bạn mua 3 cân thì Hải sẽ tặng 1 cân. Em trai này, em cầm xé này ra này. Đấy, ôi ôi ôi. Đấy, thật mỏng nhá. Xé ra nó tơi như này luôn này. Đấy, anh em thấy không? Chiên em nó. Chiên lem nè. Đấy, chấm vào đây luôn. Thích gì hơn. Ui ôi, sao chơi dày thế? Dạ. Bộ nhái còn tốt. Bộ nghiền tốt. Bộ nghiền tốt. Đang tập để chuẩn bị ăn 1 ký ấy. Đúng rồi, em có ý định là thử thách là 1 ký châu gác bếp bên anh Hải. 1 cân, ăn hết 1 cân thì châu gác bếp. Dạ, trên tiền lệ là chưa có ai. Chưa ai làm được cái điều gì cả. Nhìn cái mồm ăn cũng được của nó đấy. Còn đây là gói châu gác bếp, đây là gói 500g. Đấy, gói 500g thì nhà mình bảo vệ rất là kỹ luôn các bạn nhé. Màng siêu rồi hút chân không. Đấy, đây này. Một gói là nó có rất nhiều thanh. Mà thịt hết, không có gân, không có sơ gì cả. Đấy, đây. Bảo quản, nếu mà các bác mua về thì các bác để ngăn đá nhé. Bảo quản ngăn đá. Chào chị nhá. Đấy, bây giờ anh em mình đi ăn sáng, khách đã đến rồi. Không, em phải công nhận là nhà hàng anh Hải đông nha, ngày thường. Bữa giờ là ra, mình ra là đâu có ngày cuối tuần đâu. Nhưng mà lúc nào cũng có khách, có đông khách. Đang là bão em ạ, nếu không phải là bão thì... Ăn châu gác bếp nó cứ như thịt trâu anh Hải ha. Ăn châu gác bếp cứ như thịt trâu này. Cứ như ăn thịt trâu. Có bác nào muốn thử thách ăn thịt châu gác bếp? Không. À. Cái này là em thách đấu luôn, ai lại ăn thử thách 1 ký châu gác bếp với em. Đây. Anh chị, em mời chị thì châu gác bếp ăn cho rất buồn mồm. Dạ. À, mí đây cho anh chị thưởng thức luôn. Vâng. Châu trẻ anh. Ngoài trẻ hơn. Cảm ơn ạ. Có đây ngủ không được. Anh Hải được khen ăn. Ăn trâu mà được khen, ăn trâu mà được khen trẻ nữa. Thắng là hấp lên khoảng 30 phút thì là đẹp nhất. Còn hấp nhanh mà phang nhanh thì nó còn hơi cứng. Đấy. Bởi vì đây là đồ nhà mình sấy là khô đét rồi đấy. Cả nhà cứ thấy là đây, cái cách cắn của em là biết cái trâu nó mềm nào. Bình thường. Nếu mà bị không mà tốt thôi. Thế là anh em mình từ nãy giờ nó mang đi châu hấp lại mấy lần. Chứ bình thường nó cũng dài lắm. Lấy đồ nè. Phải hấp rồi anh. Em thấy nó trước phải hấp này. Hấp lên. Hấp lên mới nghiền được. Còn đây là xoài mà Hải với cả là Nga Sumo sang tận bên Sơn La để quay giới thiệu với các bạn. Thì các bạn muốn mua xoài này thì lát mình sẽ để số điện thoại ở trên màn hình ấy, alo cho em ấy. Rất là rẻ, nó có mấy nghìn một cân. Tròn ngon. Tròn ngon. Ăn xoài mà cảm giác nhiều ăn khoai lang ấy. Ăn xong. Đây ăn miếng trầu.
Đây, cả nhà kéo qua ủng hộ kênh Long Khánh của em một súp nha cả nhà. Đây, nãy giờ quên mời anh Phương nha. Mềm quá nhà em. Mềm. Mấy hôm nay em mềm à. Này, cứ phải bia. Cứ bia là chứ tiếng. Thôi khi nào bây giờ anh em mình ăn nốt xong rồi đi tập thể thao chút nhỉ. Đi Phan Thiên Bang chơi. Ôi. Anh em tôi anh em tôi đưa nhau đỉnh mà anh em độ thôi. Rồi hiểu rồi. Đi bộ lên đi. Ăn lại bằng hột ăn này. À, dân chuyên nghiệp thì nó chạy hết là 3 tiếng 18 phút. Dân nghiệp dư thì 2 ngày một đêm nhưng mà tôi với cả thằng Mập Phút này đi chắc nhiều khả năng rồi. Tầng. Một năm ấy. Đi cả năm không về. Đi phải có mấy chú ông khênh lợn rồi khênh gà ra nhà mình ăn rồi mang trong bếp rồi. Tính ra tính ra là hai anh em mình chọn cái đường lên đỉnh nó hơi khó. Vất vả quá. Ngon. Rồi trên cho em là tại mưa gió nào bão chứ lại thường chung không? Dạ. Ừ. À, anh đi em làm bí thịt ạ. Em nhé. Đây. Linh đã hoàn thành xong cái thử thách của mình rồi. Ừ. Tuyệt vời. Ừ. Nếu mà đổi cái này thành cái đoạn kia em có thể ăn hết mà đó. Cái này nó dài. Ừ. Giữ gìn bộ nhá. Đúng rồi. Sau này em biết cách kinh nghiệm để em luộc rồi. Ừ. Em sẽ chổng cái đầu đó vô trước, em luộc nửa tiếng xong rồi bỏ vô em luộc nữa là hai cái vừa bằng. Thèm nữa xem có đúng không? Khổ thế. Có nhiều khi người ta thích ăn cái này cái mỏng nhưng mà nó giòn. Ừ. Nó giòn. Đó là với những người ta thích. Còn anh em mình mà ăn kiểu mà ăn chùm bự bự vậy á à. Phải ngon quá anh ơi. Bây giờ ăn lượt đi. Làm tí thêm lần hấp đi. Nãy giờ em cũng lúc em phải làm 4-5 miếng mà. Quên bảo mấy cái thằng em bếp nó tưởng làm cho khách. Ừ. Làm cho anh em mình phải thái miếng nó to to ngập mồm. Đấy. Đây này. Được không? Ồ cháo có chấm xéo. Cái lá mà em ăn kèm đấy là lá mắc mật. Ừ. À, ngày mai ngày 20 anh em mình sẽ xem là có đối thủ nào thi đấu giao lưu các kiểu của anh em mình không. Nếu không thì anh em mình sẽ hành trình đi Hà Giang các bạn ạ. Vì cơn bão thì nó đã suy yếu rồi, nó không còn nguy hiểm nữa, nên là anh em đi Hà Giang sau đó thì mình sẽ đưa các bạn Nga đi sang Lạng Sơn. Để Lạng Sơn là một trong những cái nôi ẩm thực ở Tây Bắc này. Có rất nhiều những món ngon, chẳng hạn như là vịt quay, rồi lợn quay xứ sở, nhiều lắm. Có phải là lợn quay lá mắc mật, vịt quay lá mắc chính mực, nó là ở đấy, vịt quay lá mắc mật. Cái nồi à? Sang đấy anh em mình sẽ thử thách xem là khả năng của anh em mình ăn được bao nhiêu con vịt, yeah. Vịt quay. Vịt quay lá mắc mật à, chính à. Anh là cũng được mấy cái đùi đấy. tôi chỉ sơi đùi đúng không các bạn ạ, còn chị Nga được mấy con đấy. Được rồi. Nhưng mà là vịt quay đó chị Nga phải ăn 2 con rồi đấy. Chứ không phải như vịt quay mà người ta bán ngoài chợ. À em hiểu chị Nga rồi. Em hiểu. Không, vịt quay này nó mọng cắn ra phát nước nó chảy từ trên xuống. Nó cái mùi lắm. Ôi ôi nó thơm lắm. Vịt quay với lại vịt khóc muối của người Hà Tây làm cũng ngon nữa lắm, nó còn ngon. Đúng rồi. Mà cái coi cái cô mà ở trên Lạng Sơn cái cô mà mời các bác dùng lợn quay Lạng Sơn nhá. À cô đấy thì không biết quay, cô đấy chỉ ấy thôi. Ừ, cô ấy chỉ làm clip thôi, clip còn những người mà quay lợn ở Lạng Sơn ấy là anh biết hết. Wow. Ừ. Có những cái xe thịt bán thịt nướng thôi. Đúng đúng rồi anh. Mà em biết đâu mua mười mấy mảnh đất. Wow. Thầy có phải là người ta bày ra nguyên một đống từng bàn để lợn ở trên. Đúng rồi. À, thấy coi trên. Đấy, nó mới đã. Thôi khi anh em mình tập kết nhỉ. Dạ. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh của bạn thằng Mập Phút thì hãy vào đăng ký subscribe cho thằng Mập Phút nhá. Dạ. Mình thì mình sẽ quay anh em đến nhà hàng giao lưu. Dạ. Đấy. Còn riêng kênh em thì nó quá nhỏ bé nhưng mà em cũng vẫn kêu gọi cả nhà nếu mà ai chưa đăng ký kênh của Bếp Trên Bảng, chị Nga Sumo, anh Hải thì kỳ quá. Anh Hải lớn quá. À, nếu mà anh Hải luôn. Rồi, Winnie Hùng. Đó thì hãy kéo qua đăng ký giùm mà Mập một súp như cái nhà với lại kênh Long Khánh của em, của anh Phương Chị Phú của em nữa nè. Đó còn lại cảm ơn anh Hải. Mỗi clip lại mỗi cảm chúc, ơn. Chúc. Chúc anh Hải là nhà hàng lúc nào cũng đông khách. Mình thí dụ như đông nhiều quá, mình chơi thêm một cái nữa. 2000 người luôn.
Đây, nói chung là anh cũng dự kiến là sẽ mở trong Sài Gòn. Nhưng mà đang chờ Nga Sumo nó rót vốn á. Em cũng góp luôn, em cũng xin phép anh góp, okay. Góp chân em giữ xe. Ok. Dạ. Nói chung thì trở lại cái lời cảm ơn nữa thì cảm ơn anh Hải đã tạo điều kiện cho em làm một cái bữa ăn lần này là lần thứ 3. Nhưng mà lần này đặc biệt nghe cả nhà. Quán của anh Hải luôn, nhưng mà quán này thì em mới đặt chân tới lần đầu là Dân Tộc Quán ở 442 Điện Biên Phủ Sapa cả nhà. Thì cả nhà nếu mà ai có dịp đi du lịch Sapa thì hãy đến quán Sapa Sapa TV ở bên 019 Hoàng Văn Thụ, hoặc là ghé Dân Tộc Quán ở 442 Điện Biên Phủ. Chỗ nào cũng được, chỗ nào thì cũng về La Mã cũng tiền, cũng về tối anh Hải thôi cả nhà. Hả? Thì nếu mà cả nhà muốn ăn uống gì đó thì ghé quán ủng hộ anh Hải giúp mập ra. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh anh em tụi mình, ủng hộ anh em tụi mình cả nhà. Còn bây giờ thì cảm ơn anh Hải và cảm ơn cả nhà xem hết clip nha. Bye bye và hẹn gặp lại.